Xin chào tất cả các bác đang xem video này. Sau tầm gần một tuần khi mà em đang hướng dẫn cách để các bác chặn quảng cáo YouTube trên TV Samsung thì em đã nhận được rất là nhiều ủng hộ và bên cạnh đó là cũng là rất là nhiều phản hồi về việc là các bác cũng đã sử dụng được nhưng mà một số bác khác lại có một số vấn đề trong cái quá trình sử dụng cái Tizen cài đặt và sử dụng cái ứng dụng Tizen Brew hoặc là Tizen Tube này. Thì video này em sẽ được tạo ra để tổng hợp các cái vấn đề mà các bác đã trả lời trong cái bình phần bình luận mà của cả video YouTube và ở trên Facebook, và sau đấy là cách để giải pháp để giải quyết những cái vấn đề đấy. Câu hỏi đầu tiên là TV của tôi đời cũ hơn 2017 hoặc là mới hơn 2021 thì có sử dụng được cái phương pháp này không? Cái phương pháp mà cài bằng trình duyệt như video và cái bài hướng dẫn của mình đã viết lần trước, thì câu trả lời là các cái TV đời cũ hơn 2017 thì chắc chắn là sẽ không bao giờ cài được. Còn cái TV mà sản xuất mới hơn 2021 thì có khả năng. Mình đã nhiều bác đã trao đổi với mình thì có một bác là đời 2023 thì không cài được, nhưng lại một số bác lại bảo đời 2022, 2023 lại cài được. Cho nên là nếu các bác thích thì các bác có thể thử. Nếu mà thử không được thì chuyển sang cách cài bằng máy tính, link thì em sẽ viết ở phần mô tả. Và như là cái hình ảnh ở trong đây thì ban đầu là thực chất là cái link này nó chỉ hỗ trợ các cái TV đến đời 2020 thôi, nhưng mà bởi vì là do các bác đời 2021 đã thử nghiệm rất nhiều và các bác đã 100% là thành công, cho nên là cái hướng dẫn này thực tế đã được cập nhật là lên 2021. Câu hỏi thứ hai là nếu mà tôi đang sử dụng cái điều khiển như ở trong hình là cái nút phím số và phím màu ảo gộp lại thành một và trong cái menu chế độ nhạc phát triển không thể mở được, hoặc là mình đang sử dụng một cái điều khiển lô mua ở ngoài chợ thay thế cái điều khiển zin mà mình làm hỏng làm mất, mà bấm cái nút màu xanh lại hiện ra cái bảng phím tắt như trong hình, thì có cách nào để giải quyết không? Cái này giải pháp cũng đơn giản thôi, đấy là các bác sử dụng điện thoại hoặc là điện thoại có cổng hồng ngoại để điều khiển TV, như là cái con Galaxy S5 ở bên tay trái ngoài cùng, hoặc là sử dụng cái app SmartThings của chính Samsung. Có, và cái app này có thể tải trên cả nền tảng iOS lẫn Android nếu mà điện thoại của các bác không có cổng hồng ngoại. Cách mà em khuyên mọi người dùng nhất đấy là app SmartThings, thì các bác có thể tìm trên CH Play hoặc là cả App Store tùy theo hệ điều hành các bác và rồi tải về và thiết lập. Các bác sẽ cần phải đăng nhập tài khoản Samsung và sau đấy thì nó sẽ tự động tìm các cái thiết bị trong gia đình của mình, và nếu mà tìm được thì bác thao tác trên cả máy lẫn cả TV để kết nối thiết bị, và kết nối xong thì nó sẽ hiện ra cái bảng điều khiển như là ở trong video em đang quay. Sau khi kết nối thành công thì các bác có thể điều khiển TV của mình bằng phím số hoặc bằng nút màu qua các cái bàn phím ảo ở trên cái app SmartThings trên điện thoại như là em đang làm. Các bác có thể thấy là nó hoạt động rất là trơn tru, gần như là không hề trễ. Cách sử dụng thứ hai tiếp theo đấy là các bác sử dụng điện thoại có các cái cổng hồng ngoại như là cái con Galaxy S5 ở đây. Vì một lý do gì đấy, có thể là do bảo mật hoặc là do không tiện đăng nhập tài khoản Samsung bằng SmartThings ở cách 1. Thì em đang sử dụng ở đây là cái app Ear Plus và đã tìm một cái mã code để gắn với TV. Thì khi mà ấy và thao tác và khi mà em bấm thì các cái nút màu ở trên đây như là em đang quay cho các bác thì nó đang hoạt động rất là trơn tru, rất là bình thường. Đấy, bấm vào app Tizen Tube và các cái phím màu bấm thì đều hiển thị tốt. Tiếp tục đến với câu hỏi thứ ba, đấy là trường hợp mà chặn quảng cáo mình đã cài thành công rồi nhưng chặn quảng cáo nó không hoạt động là như nào. Thì đây ví dụ em đã bắt gặp được trong một trường hợp ngay là lúc mà em đang chuẩn bị cái video này thôi. Đấy là chặn quảng cáo không hoạt động, bấm các cái nút màu ABCD không hoạt động rồi đấy. Cứ làm như em, khởi động lại TV dùng em. Đấy, cứ giữ cái nút nguồn để khi nào hiện cái chữ Samsung Smart TV như kia là được. Hiện lên. Và rồi chờ cái TV nó mở lại. Và đến lúc đấy nó sẽ hoạt động bình thường. Khi các bác mà khởi động lại YouTube mà ở góc dưới cùng bên phải màn hình
mà nó có hiện như là đấy, bấm nút màu xanh lá và xanh dương như ở dưới kia là đã hoàn thành đấy. Như thế là các bác đã làm thành công, khởi động lại thành công. Nếu mà các bác không làm được thì cứ khởi động lại thêm 1 2 lần nữa là nó sẽ hoạt động được bình thường. Đến câu hỏi tiếp theo đấy là khi mà tôi đang cài đặt cái chế độ nhà phát triển và để cái host PCIP tôi đã đặt là 127.0.0.1 rồi, nhưng mà tại sao bật lại khởi động lại TV nó lại chưa lưu, thì nó sẽ bị như hình, nó vẫn là để nguyên là 0.0.0.0 này như này chẳng hạn. Thì câu trả lời là do là các bác chưa khởi động lại TV đúng cách. Các bác phải giữ nút nguồn, giữ đến khi nào nó khởi động lại, cho nên khi nó hiện cái logo Samsung Smart TV nó mới đúng là khởi động lại đúng cách. Một bác đã bị tình trạng như này và đã giải thích lại cho em sau khi bác đã làm được, cho nên em nghĩ đây sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho mọi người. Tiếp tục nữa thì nhiều bác đã gặp trường hợp là mình đã nhập địa chỉ là tdentuc.live rồi, nhưng tại sao nó lại không ra cái màn hình cài đặt như video của bạn hướng dẫn mà nó lại ra cái màn hình như này. Thì em xin thưa với các bác là các bác đã để quên cái dấu gạch chéo installer đằng sau cái địa chỉ đúng của nó là tdentuc.live gạch chéo installer. Em sẽ để cái chữ to đùng ở giữa màn hình để các bác đọc được, để các bác thuận tiện cài đặt cho đúng. Đoạn vừa em nói giọng có vẻ hơi to, hơi gắt quá, để cho mọi người nghe rõ hơn thì nghe nó có thể là hơi khó nghe, mong các bác thông cảm. Và đến mà cái vấn đề cuối cùng mà em nghĩ là nó cũng rất là quan trọng, quan trọng nhiều khi còn quan trọng hơn các cái một số các cái ý trước cơ. Đấy là như ở trong hình ở trong đây là âm thanh thì khá là mượt nhưng mà video nó lại cứ giật 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 như này, thì cách giải quyết như nào? Cái tình trạng này thì bác ấy bảo là thường nó chỉ xảy ra ở các cái video nhạc như là cái video này chẳng hạn. Thì cái cách giải quyết cái tình trạng video thì giật lag và âm thanh thì mượt, cái trường hợp của em là em chưa bị, nhưng mà trong trường hợp là các bác bị thôi, thì đây là điều khiển tivi nhá. Đấy, có cái nút màu xanh dương, cái nút D này, các bác bấm vào giúp em. Đấy, nó sẽ hiện ra là cái Tizen Tube Video Speed Setting đấy, điều chỉnh tốc độ video. Các bác chọn cái tùy chọn 1.0001x này thì nó sẽ fix cho các bác. Đấy là phản hồi chính thức mà em lấy được từ cái tác giả phát triển ra cái ứng dụng này. Và đến đây là video này đã kết thúc. Em xin cảm ơn các bác đã chú ý đón xem. Và em mong là các bác sẽ thông cảm cho em về cái chất lượng âm thanh chưa được tốt. Và nhiều khi nói ở trong video nó hơi khó nghe, nó hơi khó chịu. Bởi vì là cái video này thì em cũng chỉ là nhặt nhạnh lại và làm ngay cùng một lúc khi mà vừa làm vừa nói thôi, chứ em không lên kịch bản trước như là nhiều người làm hướng dẫn khác.